Cuộc sống bạn ổn không? Cuộc sống của chúng ta cần lắm chiến dịch này. Ông lớn Microsoft dựng hẳn billboard tương tác để điều chỉnh tư thế đeo túi sách đúng cách cho mọi người. Đeo túi sách hay ba lô là thói quen của rất nhiều người bởi điều này khá tiện lợi khi họ phải mang theo nhiều đồ đạc khi đi ra ngoài, đặc biệt là dân công sở hay học sinh sinh viên. Tuy nhiên, thói quen đeo túi sách và ba lô nặng trong thời gian dài chính là một trong các nguyên nhân gây ra các bệnh về đau cột sống, dây chằng và cơ bắp. Chưa kể nhiều người còn hay đeo túi lệch một bên. Trước thực trạng này, ông lớn Microsoft đã triển khai một chiến dịch quảng cáo ngoài trời tương tác siêu thú vị để giúp mọi người điều chỉnh tư thế mang túi sách và ba lô đúng cách. Một biển quảng cáo tương tác có tích hợp công nghệ cảm biến đã được đặt tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Khi có người đi ngang qua, biển quảng cáo sẽ nhận diện rồi tiến hành quét và phân tích tư thế của họ trên màn hình. Bằng cách này, Microsoft chỉ ra cho mọi người thấy tư thế mang túi sách ba lô ảnh hưởng đến cuộc sống và hướng dẫn điều chỉnh lại tư thế sao cho đúng. Lời khuyên của Microsoft đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên mang theo nhiều vật dụng theo người. Không chỉ giúp mọi người điều chỉnh dáng mà đồng thời hãng cũng khéo léo quảng bá máy tính bảng Microsoft Surface Pro 4 vô cùng nhỏ gọn và có thể dễ dàng mang theo. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trên nha.